Thank you.
Nha các bạn, mình vét cái lồng chạc này cho nó cạn để mình tạo kiểu ha, cho nó lạ lạ ha. Rất là chắc chắn nha các bạn, cầm cảm giác rất là chắc chắn ha, rất là đã tay. Cái này cũng chặt bẫy luôn ha, chạc không có lồng ha. Ở cái thể loại này thì hôm trước mình đã có làm rồi nha các bạn. Đó. Sử dụng thì nó cũng như những cái chạc kia thôi, cũng xài giống như những cái chạc kia thôi, mà có cái điều là mình vào thun nó hơi khó nha các bạn. Tại vì mình phải xỏ dây qua cái lỗ này, mình siết lại, mình xỏ dây qua cái lỗ này mình siết lại, đó, thành ra là nó hơi chậm các bạn. Mình vào dây nó rất là chậm ha. Cho nên là làm cho vui vậy thôi chứ nó không có hữu dụng ha. Nay mình sẽ test cái này nha. Đĩa 3 cm nha các bạn. Như những cái clip mình hướng dẫn mình có nói rồi đó, ở cái góc bắn của mình đó, thì cái viên bi nó sẽ đi ở phía trên cái đỉnh chạc các bạn đó, nó đi ở trên đây nè, viên bi nó sẽ đi ngang phía trên này nè ha. Cho nên là rất là hiếm khi mà bị đập chạc ha, trừ khi nào mà bị dướng cái nón hay là cái gì đó thì nó mới đập chạc thôi. Còn ngoài ra là không bao giờ mà bị đập chạc ha, tại vì cái viên bi nó đi phía trên này nó rất khó đập chạc. Còn ở cái góc bắn 90 á, cái góc bắn 90 đó là viên bi nó sẽ đi ở một nửa trong một nửa ngoài đó, nửa viên bi nó ở trong một nửa viên bi nó ở ngoài, nó sẽ đi như vậy, cho nên là nó rất là dễ bị đập chạc ha. Đó. Mấy bạn mà bắn góc 90 là thường rất là thường xuyên mà bị đập chạc ha. Còn mình bắn cái góc truyền thống của mình là đạn nó đi phía trên là không có bao giờ mà đập chẹt ha, rất là hy hữu. Nhiều khi mà bắn nó bị dướng cái nón hay gì đó, cái miếng da nó dướng cái nón hay gì thì nó mới đập vô cái chẹt thôi ha, chứ còn bình thường thì rất khó mà nó đập chẹt ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Ổi chặt bẫy nha. Nhớ đăng ký để mà xem những cái mẫu ná mới nữa nha. Cảm ơn các bạn.